Kính thưa quý đại biểu, hôm nay tôi xin phép trình bày về guideline của BTS về oxy trị liệu. Thì oxy trị liệu chúng ta đã biết là đây là một cái phương pháp điều trị đã biết đến từ rất lâu đời. Nhưng mà rất là ngạc nhiên là cho đến nay thì rất là ít những cái guideline hướng dẫn, đặc biệt là các guideline dựa trên chứng cứ nói về cái phương pháp điều trị này. Và BTS đã lần đầu tiên đưa ra cái guideline năm 2008 và năm nay là 2017 thì cập nhật lần thứ nhì. Nội dung trình bày của tôi hôm nay thì đầu tiên là sẽ nhắc lại cơ sở sinh lý và sinh lý bệnh trong điều trị oxy. Thứ hai là thực trạng điều trị oxy hiện nay. Thứ ba là sẽ trình bày các cái khuyến cáo của BTS về oxy trị liệu cho người lớn tại cơ sở y tế. Trong đó đánh giá tình trạng hạ oxy máu cũng như tăng CO máu như thế nào, độ bổ vào oxy mục tiêu, liều lượng oxy, dụng cụ cung cấp oxy, ghi chỉ định điều trị oxy trong hồ sơ bệnh án và cách giảm liều và ngưng oxy. Thì nhắc lại sinh lý, thì ở một người mà hít thở không khí bình thường thì cái áp lực oxy ở trong khí quyển là 160 mm thủy ngân. Và khi hít vào tới phế nang thì cái áp lực oxy này sẽ giảm dần, đến phế nang là chỉ còn sắp xỉ 102 mm thủy ngân. Sau đó oxy sẽ được khuếch tán qua màng phế nang mao mạch vào trong hệ tuần hoàn phổi và được nhận thêm một cái ít cái dòng máu tĩnh mạch trộn rồi về đến tim, về đến tim trái. Thì từ tim trái đây cái dòng máu, cái oxy nó sẽ được theo dòng máu được bơm khắp cơ thể, và cái áp lực oxy lúc này gọi là áp lực oxy trong máu động mạch trung bình là khoảng 94 mm thủy ngân, và nó thống nhất, tức là nó như nhau ở khắp mọi vị trí trên cơ thể, toàn cơ thể của mình. Đây là một cái đơn vị phế nang, thì chúng ta thấy là một cái đơn vị phế nang là một cái đơn vị trao đổi khí tại phổi. Trong đó thì nó cái việc kết quả của tình trạng mà oxy hóa máu nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất nó gọi là thông khí, tức là lượng oxy vào được phế nang có đủ hay không. Và thứ hai là tình trạng túi máu, tức là cái lượng tuần hoàn có đến được đầy đủ để các cái phế nang hay không. Và một cái khái niệm cũng rất là quan trọng, đó là cái độ bổ vào oxy trong máu. Thì trong đó SAO2, tức là độ bổ vào oxy đo trực tiếp ở trong máu động mạch bằng một số dụng cụ chuyên biệt hoặc là được tính toán bằng các phương trình ở trong cái kết quả khí máu động mạch. SPO2, tức là độ bổ vào oxy nhưng chỉ đo được gián tiếp qua mạch đập hay là mạch nảy, gọi là pulse oximetry. Và độ bổ vào oxy tức là tỷ lệ phần trăm của các phân tử oxy kết hợp với cái hemoglobin trong máu. Và chúng ta biết rằng là một hồng cầu thì có thể kết hợp được với 4 phân tử oxy. Và như vậy thì cái lượng oxy trong máu nó phụ thuộc vào cái nồng độ hemoglobin rất là nhiều. Và một cái khái niệm khác để đánh giá được cái tổng lượng oxy trong máu động mạch đó là CaO2. Trong đó cái công thức tính CO2 chúng ta thấy nó tùy thuộc vào hemoglobin, vào độ bổ vào oxy và cả PaO2 trong máu động mạch. Cái mối liên quan giữa PaO2 và SO2, chúng ta thấy là PaO2, SO2 đều là những chỉ số đánh giá cái tình trạng oxy hóa máu. Nhưng mà cái sơ đồ bên trái chúng ta thấy rằng là với cùng một mức không khí phúc như nhau thì cái đường liên tục màu đỏ tức là độ bổ vào oxy, và cái đường chấm chấm không liên tục màu xanh đó là PaO2, tức là cho thấy rằng là cái SPO2 và cái PaO2 không song hành với nhau. Và vì vậy chúng ta không thể suy đoán cái PaO2 từ SPO2. Và cái hình đồ thị bên phải thì chúng ta quá quen thuộc, học từ những năm ở trường đại học. Đây là cái đường cong Barkov, thì chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ giữa phần trăm độ bổ vào oxy và cái PaO2. Trong đó cái PaO2 mà chúng ta giữ từ trên 60 mm thủy ngân trở lên thì khi tăng bao nhiêu thì cái SAO2 cũng không tăng thêm nhiều, trong khi ở cái PaO2 từ 60 mm trở xuống thì khi mà PaO2 sụt giảm thì SAO2 sụt giảm theo rất nhanh. Và cái khuyết điểm của SPO2, chúng ta thấy rằng là cái kỹ thuật mà đo cái SPO2, tức là sử dụng đo cái kỹ thuật hấp thu màu ở hai bước sóng để đo gián tiếp cái độ bão hòa của hemoglobin. Và SPO2 như vậy nó rất là kém tin cậy. Nếu mà có kém tới máu ngoại biên, ví dụ như là có tình trạng sốc, có tình trạng tim mạch, trụy tim mạch, nói chung là tất cả các tình trạng mà làm cho máu tới các cái đầu ngón tay chúng ta kém,
hoặc là cái tình trạng móng giả, nhuộm da, xăm trổ do cái độ hấp thu màu của cái kỹ thuật. Và SPO2 sẽ không đúng nếu mà cái SAO2 thực sự nó quá thấp dưới 80%. Và cái máy mà bonosymmetry sẽ không phân biệt được cái CO hemoglobin hay là MET hemoglobin, và như vậy không phát hiện được những ca nhiễm độc CO hoặc là những ca MET hemoglobin như là ngộ độc huyết mì. Bệnh nhân thì suy hô hấp nhưng mà đo SPO2 thì vẫn trên 95%. Như vậy oxy trị liệu là gì? Oxy trị liệu là cung cấp oxy với nồng độ cao hơn oxy ở trong khí quyển để làm tăng cái PA, cái tăng cái oxy trong phế nang và qua đó cải thiện cái oxy trong máu động mạch. Và có ba chỉ định. Chỉ định thứ nhất là điều chỉnh hạ oxy máu nhằm ngăn ngừa các cái triệu chứng hoặc các biểu hiện của thiếu oxy mô. Cái chỉ định thứ nhì tức là sử dụng oxy trong các cái trường hợp bệnh lý cấp tính nguy kịch. Và chỉ định thứ ba là sử dụng trong các trường hợp mà cần tăng oxy máu cao hơn mức bình thường. Và có 5 nguyên nhân gây hạ oxy máu. Nguyên nhân thứ nhất là do giảm thông khí. Thì các cái giảm thông khí này phần lớn là các nguyên nhân ngoài phổi. Ví dụ như các cái bệnh lý của ức chế thần kinh trung ương, bệnh lý thành ngực, bệnh lý cơ thần kinh, béo phì v.v. Cái rối loạn thứ nhì là bất xứng giữa thông khí và tưới máu, tức là thông khí đủ mà tưới máu không đủ, hoặc là thông khí không đủ mà tưới máu đủ, vân vân, thì là đều là có bất xứng thông khí tưới máu, hoặc là có cái sân phải trái, tức là V trên Q là bằng không, tức là không, hoàn toàn không có thông khí luôn. Cái nguyên nhân thứ tư là giảm khả năng khuếch tán qua màng phế nang mau mạch. Và nguyên nhân thứ năm là giảm cái oxy trong khí hít vào, mà thường là ở vùng người sống ở vùng cao. Thì điều chỉnh cái hypoxia, tức là điều chỉnh cái thiếu oxy mô. Thì điều chỉnh thiếu oxy mô đầu tiên là chúng ta phải làm sao cho cái áp lực oxy trong máu động mạch đủ, tức là phải tối ưu hóa cái PaO2 bằng cách là duy trì cái đường dẫn khí thông thoáng, bảo đảm là thông khí phế nang tốt, thông khí nhân tạo nếu cần, điều trị các trường hợp tắc nghẽn đường dẫn khí, điều trị phù phổi và cải thiện cái khả năng khuếch tán qua màng phế nang mau mạch. Và một điều rất thiếu sót là chúng ta chỉ mãi lo điều chỉnh cái PaO2 mà quên vai trò của vận chuyển của hemoglobin trong trong máu thì cũng rất là thiếu sót. Vì vậy cho nên là phải điều chỉnh tình trạng thiếu máu và duy trì cái hemoglobin trên 10 gram decilit. Một cái lý do thứ ba, một cái điều quan tâm thứ ba là chúng ta phải bảo đảm rằng cái lượng máu phải đi được đến mô, tức là phải làm cho cái bơm của tim đưa cái tuần hoàn đủ đến mô. Như vậy thì phải đảm bảo cung lượng tim, và cung lượng tim thì phụ thuộc vào thể tích tuần hoàn, phụ thuộc vào hồi lưu tĩnh mạch về tim và lực co bóp của cơ tim. Nói về thực trạng sử dụng oxy trị liệu thì ở Việt Nam mình á, thì không, tôi cũng không có thống kê được, nhưng mà theo Anh á, thì họ nói rằng là oxy được sử dụng rộng rãi quá mức. Người ta thấy là đến 34% bệnh nhân sử dụng oxy lúc vận chuyển trên xe cấp cứu, 5-17% bệnh nhân nhập viện được nhận oxy bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nguyên nhân gì. Và phần lớn chúng ta chưa nhận thức được cái mối nguy hiểm của tăng oxy máu quá mức. Và thứ ba là oxy chưa được xem là một loại thuốc. Mặc dù đây là một biện pháp điều trị, nhưng mà vẫn chưa được xem là một loại thuốc chính thức. Và oxy cần phải được ghi rõ trong hồ sơ bệnh án với lưu lượng, với loại dụng cụ và với độ bão hòa oxy mục tiêu. Và chúng ta cần phải thay đổi quan niệm về oxy trị liệu. Đầu tiên là oxy không dùng để điều trị khó thở. Vì sao? Tức là có rất là nhiều bệnh nhân vô than phiền, thôi khó thở là lập tức được đưa oxy, mà chúng ta phải chẩn đoán là khó thở do nguyên nhân gì. Thứ nhì là oxy chỉ giúp cải thiện tình trạng oxy hóa, chứ không, tức là chỉ giúp tình trạng cải thiện tình trạng oxy hóa, nhưng mà oxy thì không điều chỉnh các nguyên nhân hạ oxy máu. Vì vậy cho nên là chúng ta nó chỉ giải quyết cái tình trạng hạ oxy lúc máu lúc đó thôi, mà chúng ta phải đi tìm nguyên nhân thì chúng ta mới điều trị tới nơi tới chốn. Cái quan niệm thứ ba là tăng oxy máu quá mức nó cũng nguy hiểm không kém gì hạ oxy máu. Và cuối cùng là oxy phải được coi như là một loại thuốc, cần phải được kê toa đầy đủ trong hồ sơ bệnh án. Và cái tăng oxy máu quá mức nó dẫn tới những cái điều gì nguy hiểm? Thứ nhất là nó làm xấu thêm cái tình trạng bất xứng giữa thông khí và tưới máu. Thứ kế nữa là nó làm xẹp phổi do hấp thu, nó làm co thắt mạch vành, mạch não, giảm cung lượng tim,
phá hủy các oxy gốc tự do và tăng kháng lực mạch máu toàn thể. Và trên thực hành lâm sàng thì nếu mà tăng oxy máu quá mức sẽ làm nặng hơn đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ suy hô hấp mà tăng CO2 máu, tức là hypercapnia, đặc biệt là khi PO2 tăng cao trên 75 mmHg thủy ngân. Chúng ta biết là bình thường chỉ cần trên 60 mmHg thủy ngân là đủ. Thứ nhì là làm chậm nhận biết các diễn tiến lâm sàng xấu đi, bởi vì nó bị che lấp bởi các SpO2 bình thường hoặc cao. Người ta cũng không rõ được cái sự cân bằng lợi ích nguy cơ giữa cái nhóm bệnh nhân bệnh phạt cấp khi mà sử dụng cái oxy liều cao. Và người ta cũng thấy rằng là khi mà thực hiện trên một nhóm bệnh nhân, người ta thấy là tăng nguy cơ tử vong khi sử dụng cái oxy liều cao đối với nhóm bệnh nhân là tai biến mạch máu não, ngưng tim, các bệnh nhân nằm ICU. Thì giữa nhóm dùng oxy liều cao và không dùng oxy liều cao, người ta thấy là nhóm dùng oxy liều cao có tăng nguy cơ tử vong. Và năm 2008 thì lần đầu tiên BTS đưa ra một cái guideline về hướng dẫn sử dụng oxy trong bệnh viện, trong các khoa lâm sàng. Cái guideline này chỉ có 10 trang thôi. Và năm nay là 2017 thì BTS đưa ra một cái guideline mới cập nhật và tới hơn tới 100 trang, rất là dài. Thì trong đó tôi xin phép đưa ra những cái khuyến cáo mà BTS đưa ra. Thứ nhất, nãy chúng ta nói là có 3 chỉ định trong điều trị oxy. Thứ nhất là điều trị chỉ định trong điều trị oxy cấp cứu, tức là trong những ca trường hợp nguy kịch. Nguy kịch là gì? Ngưng tim hoặc cần sức hồi sức tim phổi, sốc hoặc nhiễm khuẩn huyết, chấn thương nặng, đuối nước, phản vệ, chảy máu đường hô hấp nhiều, động kinh. Nguyên nhân thứ ba là chấn thương đầu nặng và thứ tư là ngộ độc CO. Và người ta dùng liều rất là cao, tức là khởi đầu người ta cho ngay 15 lít một phút qua mặt nạ có túi dự trữ. Và khi bệnh nhân tỉnh rồi qua cơn nguy cấp thì giảm liều oxy với lưu lượng 1 đến 6 lít một phút. Và SpO2 mục tiêu 94-98% nếu tuần hoàn ổn định. Và đối với nhóm bệnh nhân mà có tăng cái CO2 máu thì SpO2 mục tiêu là thấp, chỉ có 88-92%. Và các trường hợp mà chúng ta thấy rằng là nên đưa oxy liều cao, tức là oxy liều cao có thể có ích đó, tăng oxy máu quá mức thì nó lại có ích, đó là ngộ độc khí CO và cyanure. Thứ hai là các trường hợp tràn khí màng phổi lượng ít mà chúng ta không cần đặt ống dẫn lưu, thì lúc đó chúng ta có thể cho thở oxy. Thì người ta nhận thấy rằng là nếu mà dùng cái oxy 15 lít một phút qua mặt nạ sẽ giúp tăng hấp thu khí trong khoang màng phổi gấp 4 lần. Cái chỉ định thứ ba là trong cơn nhức đầu cluster, oxy 12 lít qua mặt nạ giúp cải thiện nhức đầu nhanh hơn, thở khí trời. Và mũi thứ tư là một số biến chứng hậu phẫu. Chỉ định thứ ba là đối với các trường hợp hạ oxy máu, thì hạ oxy máu cấp được xem là nguy hiểm khi PO2 dưới 45 mmHg thủy ngân hoặc SO2 dưới 80. Và hạ oxy máu cấp gây giảm mạch dẫn đến thiếu máu, nhồi máu ở nhiều cơ quan. Các trường hợp thông thường nên duy trì SO2 trên 90%. Đối với những bệnh nhân có hạ oxy máu mạng, tức là oxy máu đã thấp thẳng rồi, thì chúng ta lưu ý nếu mà oxy máu SpO2 mà thấp hơn 3% so với mức trước đây của bệnh nhân là cũng nguy hiểm. Như vậy làm sao đánh giá được tình trạng thiếu máu, tình trạng hạ oxy máu? Thì thông thường trên thực hành lâm sàng trước đây người ta dùng cái là bệnh nhân thiếu máu là bệnh nhân tím tái. Nhưng mà người ta BTS thì nói rằng là cái tình trạng tím tái này là cái dấu hiệu khó nhận định chính xác, đặc biệt là ở những bệnh nhân thiếu máu hoặc ở những cái vùng mà ở những cái nơi mà không có đủ ánh sáng, và nên thay bằng SpO2. Và SpO2 được khuyến cáo là nên là một cái dấu hiệu sinh tồn thứ năm được ghi nhận kèm với cái nồng độ FeO2 tương ứng. Nếu bệnh nhân kích động hoặc lú lẫn thì cần phải đo khí máu động mạch. Và chỉ định đo khí máu động mạch là tất cả các bệnh nhân nặng nguy kịch. Khi có giảm SpO2 dưới 94% không mong muốn và không phù hợp ở bệnh nhân thở khí trời hoặc thở oxy mà cần phải đạt cái mức SpO2 cao hơn, hoặc là giảm SpO2 trên 3% tăng khó thở ở bệnh nhân hạ oxy máu mạng ổn định trước đây. Những bệnh nhân mà đang ổn định có diễn tiến lâm sàng xấu đi cần tăng lưu lượng oxy để duy trì mức SO2. Bệnh nhân mà có nguy cơ tăng oxy máu, tăng khó thở, giảm SpO2, lú lẫn hoặc các dấu hiệu tăng CO2. Và cuối cùng là bệnh nhân có nguy cơ tiểu đường tăng chuyển hóa. Đây là các cái tình trạng cần thở oxy liều trung bình. BTS nhấn mạnh là nếu có hypoxemia, tức là nếu có hạ oxy máu thì mới thở oxy thôi. Đó là hạ oxy máu chưa rõ nguyên nhân, các hen cấp tính, viêm phổi, ung thư phổi,
bệnh phổi kẽ, sơ phổi diễn tiến xấu, tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi, thuyên tắc phổi, suy tim, thiếu máu và khó thở sau mổ. Còn các trường hợp sau đây người ta nhận thấy là thường là không cần thở oxy trừ khi có hạ oxy máu thật sự, là nhồi máu cơ tim và hội chứng bệnh cấp, tai biến mạch máu não, tăng thông khí hoặc rối loạn kiểu thở, phần lớn ngộ độc và quá liều thuốc, ngộ độc paraquat, clomicin, rối loạn chuyển hóa và bệnh thận kinh cơ cấp, bán cấp, gây yếu cơ và cấp cứu thai sản. Và chúng ta cũng biết là có hai cái tiếp siêu hấp khác nhau, siêu hấp tiếp 1 tức là hypoxemic, tức là hạ oxy máu đơn thuần, PaO2 dưới 60 mmHg, trong khi PaCO2 thì bình thường hoặc thấp. Còn siêu hấp tiếp 2 tức là hypercapnic, tức là PaO2 dưới 60 mmHg và PaCO2 tăng trên 45 mmHg. Đây là sơ đồ xử trí hạ oxy máu cấp tính. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá coi là bệnh nhân có trong tình trạng nguy kịch hay không. Và nếu tức là cái chỉ định lúc đầu đó, bệnh nhân trong cái trường hợp mà nguy kịch như là đã ngưng tim vân vân, thì chúng ta phải cho bệnh nhân liều cao rất cao, 15 lít phút ngay từ đầu. Nếu bệnh nhân không có tình trạng này thì chúng ta đánh giá tiếp là bệnh nhân có hạ oxy máu mà tăng CO2 máu hay không. Mà nguy cơ của nhóm này cao nhất là nhóm COPD. Ngoài ra còn một số bệnh nhân cũng có nguy cơ, không phải COPD nhưng có nguy cơ, tôi sẽ trình bày sau này. Và như vậy chúng ta sẽ chia hai nhóm, là nếu bệnh nhân có nguy cơ tăng CO2 máu thì chúng ta sẽ xử trí khác, và nếu không có tăng CO2 máu, xử trí khác. Và nếu mà có nhóm tăng CO2 máu thì nhớ là cái SpO2 mục tiêu chúng ta giữ rất thấp, chỉ 88-92% là đủ. Trong khi cái nhóm không có nguy cơ tăng CO2 máu thì SpO2 mục tiêu là 94-98%. Như vậy ở bên tay trái, tức là cái nhóm mà có tăng CO2 máu thì chúng ta phải đánh giá cái bệnh nhân có cái, tức là thử ngay cái khí máu động mạch để đánh giá pH và PCO2. Nếu pH và PCO2 có khuynh hướng toàn chuyển hóa, tức là pH dưới 7,35 và PCO2 trên 45 mmHg, thì lúc đó có chỉ định thở máy hoặc là thông khí nhân tạo, và thông khí không xâm lấn hoặc là thông khí nhân tạo, và lúc đó mời chuyên gia. Và trong khi chờ mời chuyên gia thì chúng ta cũng phải duy trì cái SpO2 88-92% bằng cách thở qua mask Venturi. Còn nếu mà bệnh nhân chỉ có tăng PCO2 trên 45 mmHg thôi, còn pH thì vẫn bình thường trên 7,35, tức là bệnh nhân không có toàn hô hấp mà chỉ có tình trạng tăng PCO2 mãn tính thôi, thì lúc này chúng ta chỉ cho thở bình thường, thở oxy và duy trì 88-92%. Nhưng mà luôn luôn lưu ý cái nguy cơ là bệnh nhân có thể trở lại rơi vào cái tình trạng toàn hô hấp. Đối với nhóm bệnh nhân mà không có nguy cơ tăng CO2 máu thì nếu mà bệnh nhân đo cái SpO2 mà trên 94% thì chúng ta không cần cho thở oxy. Và nếu mà SpO2 dưới 94% thì chúng ta cho thở oxy, nhưng mà cũng phải đánh giá nếu bệnh nhân có cái nguy cơ rơi vào tình trạng toàn hô hấp thì chúng ta phải đánh giá. Và những ngoài cái nhóm bệnh nhân COPD thì còn những bệnh nhân nào cũng có nguy cơ tăng CO2 máu, đó là tắc nghẽn luồng khí cố định như là giãn phế quản, bệnh xơ nang, bệnh lý thành ngực, bệnh lý thần kinh cơ và bệnh béo phì. Như vậy thì tại sao mà thở oxy lại tăng thở oxy liều cao làm tăng CO2 máu ở nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ này? Người ta đưa ra 4 cơ chế khác nhau. Cái cơ chế xa xưa thông thường nhất mà chúng ta hay nghe nói, tức là thông thường não chúng ta có cái phản xạ tăng thông khí khi mà có hạ oxy máu, thì khi mà thở oxy liều cao á, thì ức chế cái phản xạ này và ứ động CO2 trong phế nang. Cái cơ chế thứ nhì đó là cái bất xứng giữa thông khí tưới máu, tức là phế nang làm giảm thông khí thì có giảm tưới máu tương xứng, và khi mà sử dụng oxy liều cao thì sẽ làm tăng cái oxy trong phế nang, giảm đến tăng tưới máu, nhưng mà tại phế nang thì vẫn kém thông khí. Xin lỗi, đề nghị bỏ câu viên ngắn một chút á, kết thúc rồi ạ, bởi vì sắp hết giờ. Thứ ba là hiệu ứng Handan và thứ tư là xẹp phổi do hấp thu.
Như vậy thì liều lượng oxy trị liệu là gì? Thứ nhất là hạ oxy máu cấp tính mà không có nguy cơ tăng CO2, thì khởi đầu bằng cannula mũi lưu lượng oxy điều chỉnh đặt mục tiêu là 94-98%. Đối với nhóm mà có nguy cơ tăng CO2 máu, đặc biệt là COPD, khởi đầu bằng cannula mũi với lưu lượng điều chỉnh để SpO2 mà mục tiêu là 88-92%. Nếu oxy liều trung bình với cannula mũi không đạt thì chuyển sang mặt nạ hoặc mặt nạ có túi dự trữ. Đối với bệnh nhân có tiền căn suy hấp tăng oxy máu thì phải khởi đầu liều thấp 1-2 lít một phút để giữ cái SpO2 khoảng 88-92%. Và trong đợt cấp COPD thì có 20-50%, không phải là 100%, mà chỉ có 20-50% bệnh nhân COPD vào đợt cấp có siêu hấp tăng CO2 máu, và cần phải theo dõi sát nguy cơ này mặc dù khí máu ban đầu ổn định, và tránh dùng quá dư oxy, đặc biệt là tránh để PaO2 trên 75mm thủy ngân. Nếu khí máu ổn định thì mục tiêu là 94-98. Còn nếu mà có siêu hấp thì có siêu hấp hypercapni thì 88-92. Nếu mà PCO2 tăng nhưng mà không có nguy cơ toàn hô hấp thì bệnh nhân không có pH không có thay đổi thì có lẽ tăng CO2 trước đó, và chúng ta cũng duy trì 88-92 và thử lại khí máu động mạch. Và đặc biệt là đối với bệnh nhân COPD thì chúng ta hay phun khí dung. Như vậy thì cũng cần nhớ là khi mà bệnh nhân đang thở oxy qua cannula mũi thì tiếp tục là vẫn tiếp tục thở oxy trong khi phun khí dung để duy trì cái SO2 88-92%. Nhiều đơn vị thì hoặc là bệnh nhân tự ý lấy oxy ra trong khi phun khí dung, điều này là sai. Và lưu ý là không được dùng, một số bệnh nhân họ là dùng cái nguồn oxy lưu lượng trên 6 lít phút để phun khí dung, thì cái điều này là nguy hiểm đối với bệnh nhân COPD, bởi vì lại làm tăng cái nguy cơ thừa oxy. Nếu bắt buộc phải dùng cái nguồn oxy để phun khí dung thì không được dùng quá 6 phút. Đây là các cái dụng cụ dẫn oxy. Và đây là các cái liều lượng tương ứng. Đây là cái hướng dẫn sử dụng cái các cái loại dụng cụ, trong đó dụng cụ nó tương xứng với nhau, hoặc là chúng ta dùng cannula mũi với nồng độ 1 lít phút thì tương ứng với cái venturi, là cái nó có năm cái màu khác nhau tương ứng với những cái SpO2, những cái SpO2 khác nhau. Vấn đề làm ẩm oxy như thế nào? Cái vấn đề này rất là quan trọng, tức là BTS nhấn mạnh không cần làm ẩm oxy khi sử dụng oxy lưu lượng thấp qua mũi. Chỉ cần nếu mà làm ẩm oxy với khi thở lưu lượng cao trên 24 giờ và bệnh nhân mà có thở oxy kèm có cạc đàm thì có thể phun khí dung với nước muối. Và người ta cũng nhấn mạnh là những cái bình sục khí oxy làm ẩm khí oxy không nên dùng, vì không có bằng chứng lợi ích về lâm sàng nhưng lại có nguy cơ nhiễm khuẩn. Thì ở Việt Nam mình là hầu hết các bệnh viện đều dùng. Cuối cùng là ghi chỉ định oxy trong hồ sơ bệnh án thì phải ghi rõ, và phải ghi rõ cái SpO2 mục tiêu. Giảm liều và ngưng oxy thì giảm liều khi bệnh nhân ổn định, và phải giảm từ từ, tức là giảm liều xuống lưu lượng 2 lít phút và cannula mũi trước khi ngưng oxy. Và khi mà đo lại cái SpO2 sau 5-20 phút mà nếu vẫn trong giới hạn mong muốn thì cũng có, thì đo tiếp, còn nếu mà sau đó thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi. Và nếu mà SpO2 giảm dưới mức mục tiêu khi ngưng oxy thì sử dụng lại, chứ còn chúng ta phải, tức là chúng ta phải giảm liều từ từ. Nếu mà chúng ta giảm mà SpO2 tuột, chúng ta phải sử dụng lại. Và nếu mà bệnh nhân phải dùng lại oxy với liều cao hơn trước đây thì cần phải đánh giá lâm sàng. Một số bệnh nhân thì hạ oxy máu nặng tính ở nhà, chúng ta cũng phải đánh giá. Thì kết luận, oxy trị liệu giúp điều chỉnh hạ oxy máu chứ không điều chỉnh khó thở hay các nguyên nhân hạ oxy máu. Và hạ oxy máu và hạ oxy mô gây ra nhiều hậu quả nặng nề, nhưng tăng oxy máu cũng gây đến nhiều tác hại. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác.